Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh báo điện tử VOV. Thưa quý vị, chỉ một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầy căng thẳng giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, thẩm phán Ezra Folieta ngày 4 tháng 11 tại bang Pennsylvania của Mỹ đã quyết định trao cho tỷ phú Elon Musk tiếp tục chương trình tặng tiền trị giá 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày dành cho các cử tri tại các bang chiến địa, bất chấp những phản đối pháp lý từ các công tố viên tại Philadelphia. Chương trình tặng tiền cử tri của tỷ phú Elon Musk đã gây tranh cãi kể từ khi ra mắt. Công tố viên thành phố Philadelphia Larry Krasno cho rằng, hành động này vi phạm các luật bảo vệ người dân của bang Pennsylvania và là một chương trình sổ số bất hợp pháp. Tuy nhiên, thẩm phán Angelo Folieta vẫn quyết định cho phép ông Elon Musk tiếp tục chương trình này. Sau khi các luật sư của nhóm vận động tranh cử American PAC ủng hộ chiến dịch của ông Donald Trump do ông Musk sáng lập, khẳng định các khoản tiền được trao không phải là giải thưởng, mà là sự đền bù cho những người được chọn làm đại diện cho nhóm cử tri ủng hộ ông Trump. Theo ông Chris Young, giám đốc của American PAC, những người được tặng tiền được lựa chọn từ một nhóm ứng cử viên từng xuất hiện trong các video của American PAC và đồng ý cho phép nhóm này sử dụng hình ảnh của họ sau khi xem xét các mạng xã hội của họ và gặp mặt họ ngoài sự kiện. Tỷ phú Elon Musk hiện là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Chương trình tặng quà cử tri nếu trên được tiến hành tại 7 bang chiến địa, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Những cử tri tham gia phải ký vào một biên bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền sở hữu vũ khí. Ông Elon Musk đã cam kết đóng góp gần 120 triệu đô la Mỹ cho American PAC, qua đó hỗ trợ công tác vận động và đăng ký cử tri. Trong khi đó, những người tham gia chương trình tặng quà cho cử tri sẽ có cơ hội nhận một khoản tiền trị giá 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày nếu họ ký vào bản kiến nghị và tham gia chiến dịch ủng hộ ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, cuộc tổng tuyển cử lần thứ 60 tại Mỹ chính thức bắt đầu với các điểm bỏ phiếu ở các bang New York, New Jersey và Virginia mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 47 của nước Mỹ cũng như hai viện của Quốc hội khóa 119 và thống đốc các bang. Để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, cử tri phải là công dân Mỹ, đủ 18 tuổi hoặc là trước ngày bầu cử và đáp ứng các yêu cầu về cư trú tùy theo từng bang. Nhìn chung, người Mỹ sống ở nước ngoài có thể bầu bằng lá phiếu vắng mặt, song khoảng 3,5 triệu người sống tại các vùng lãnh thổ của Mỹ ở Puerto Rico, Guam, quần đảo Virgin, thuộc Mỹ, quần đảo Bắc Mariana và Samoa không được bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử mặc dù có tư cách là công dân. Tuy nhiên, nếu công dân Mỹ cư trú tại các vùng lãnh thổ trên chuyển đến bất kỳ bang nào trong số 50 bang của Mỹ và đăng ký bỏ phiếu, họ có thể tham gia bầu cử. Năm nay có khoảng 231 triệu người Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu, trong đó có khoảng 161,42 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Cử tri sẽ bầu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện có nhiệm kỳ 2 năm, 34 trên 100 ghế tại Thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm, cùng với 11 vị trí thống đốc bang. Ngoài ra, thì còn có hàng nghìn cuộc đua cấp bang và địa phương, bao gồm ghế ở trong các cơ quan lập pháp cấp bang, thị trường và các vị trí dân cử cấp địa hạt trên toàn quốc. Ngoài các cuộc đua này, nhiều bang cũng đang tiến hành trưng cầu dân ý về một loạt vấn đề, từ luật phá thai đến chính sách thuế và sử dụng cần sa. Trước đó, một số bang của Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp qua bưu điện, trong đó có Alabama là bang nổ phát súng đầu tiên hôm 11 tháng 9 dưới hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tiếp đó, từ ngày 11 tháng 9 đến mùng 3 tháng 11, một loạt các bang khác đã tiến hành bỏ phiếu như là Wisconsin, Minnesota, South Dakota, Virginia, North Carolina, Mississippi, Michigan, Nebraska, Georgia, Arizona, Nevada, Texas và thủ đô Washington. Số liệu thống kê của Edison Lab, Đại học Florida cho thấy, tính đến ngày 2 tháng 11 đã có hơn 75 triệu cử tri Mỹ hoàn thành nghĩa vụ công dân, trong đó hơn 40,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trực tiếp và hơn 34,4 triệu cử tri gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Việc đi bỏ phiếu sớm đã không còn xa lạ với cử tri Mỹ và ngày càng trở nên phổ biến trong những kỳ bầu cử gần đây. Nhiều người được hoan nghênh vì là giảm thiểu các nguy cơ như là lây lan dịch bệnh, khủng bố và tạo điều kiện cho tất cả những người đủ điều kiện được có thể thực hiện quyền công dân của mình. Theo luật liên bang, chỉ đến ngày bầu cử chính thức công tác kiểm phiếu mới được tiến hành. Trong ngày bầu cử, thời gian mở cửa và đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu phụ thuộc vào từng bang, thậm chí là từng thành phố và hạt, tuy nhiên sẽ kéo dài ít nhất là 12 giờ. Ở những bang có hai múi giờ khác nhau, việc kiểm phiếu chỉ được thực hiện khi điểm bầu cử cuối cùng đóng cửa. Hầu hết các bang sẽ cho phép cử tri bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 6 giờ sáng, thậm chí ở Vermont, người dân có thể bỏ phiếu từ 5 giờ sáng. Phiếu bầu được kiểm ở mỗi bang sau khi các điểm bỏ phiếu tương ứng đóng cửa. Thời gian đóng cửa điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo từng bang, nhưng thường bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương do các múi giờ trải rộng trên khắp nước Mỹ nên khi ở bờ đông bắt đầu kiểm phiếu thì cử tri ở các bang như Alaska, Hawaii vẫn đang trên đường đến các điểm bỏ phiếu. Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, theo truyền thông, cử tri ở hai thị trấn nhỏ bao gồm Richland và Miss Viren, thuộc bang New Hampshire đã trở thành những người đầu tiên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Theo luật pháp của bang New Hampshire, các cộng đồng dân cư có dưới 100 cử tri được quyền bắt đầu bỏ phiếu vào lúc nửa đêm và đóng hòm phiếu ngay khi tất cả các cử tri đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình các vấn đề cử tri mỹ quan tâm nhất trong mùa bầu cử năm nay bao gồm những vấn đề liên quan tới kinh tế như việc làm lạm phát cải cách thuế chi tiêu của chính phủ đầu tư vào cơ sở hạ tầng những vấn đề xã hội như là nạo phá thai quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe quyền của cộng đồng người lgbt nhập cư sở hữu súng đạn bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu Tiến trình bầu cử chọn Tổng thống Mỹ nhìn chung diễn ra tương đối phức tạp và tốn kém, dễ dây tranh cãi và kéo dài sắp xỉ 2 năm kể từ khi ứng cử viên đầu tiên đăng ký ra tranh cử. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu Tổng thống mà chỉ bỏ phiếu bầu cử tri đoàn, đại diện cho bang mình để họ hình thành đại cử tri đoàn bỏ phiếu trực tiếp bầu Tổng thống và phó Tổng thống. Số lượng thành viên cử tri đoàn của mỗi bang bằng tổng số ghế thượng viện và hạ viện được quy định cho bang đó căn cứ theo quy mô dân số. Cử tri đoàn có số lượng đông nhất là bang California 55 người, tiếp đó là bang Texas với 38 người. Bảy bang dân số ít như Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont và Wyoming thì cử tri đoàn chỉ gồm 3 người. Đại cử tri đoàn của toàn nước Mỹ có 538 thành viên là phép cộng của 435 ghế hạ viện, 100 ghế thượng viện và 3 phiếu của thủ đô Washington DC. Mỗi thành viên của đại cử tri đoàn này sẽ đại diện cho một phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống Mỹ. Ứng cử viên phải giành được quá bán tối thiểu là 270 phiếu trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. Bỏ phiếu thông qua cử tri đoàn cũng là một hình thức bầu cử thỏa hiệp giữa một bên muốn quốc hội bầu chọn tổng thống với bên kia là lực lượng muốn bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu thông qua cử tri đoàn và hình thức winner take all được ăn cả ngã về không đã dẫn tới kết cục là trong lịch sử bầu cử Mỹ đã không ít lần ứng cử viên giành được nhiều phiếu phổ thông trên toàn quốc nhưng mà lại không đắc cử Tổng thống. Gần đây nhất là trong cuộc bầu cử năm 2016, ứng cử viên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton đã giành được tổng cộng là 65.853.514 phiếu bầu trên toàn quốc nhưng lại thua trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, chỉ giành được 62.984.828 phiếu phổ thông, kém gần 2,9 triệu phiếu vì ông Trump được 306 phiếu đại cử tri trong khi bà Hillary Clinton chỉ chỉ có 232 phiếu, trong khi 48 bang trao toàn bộ phiếu đại cử tri của mình cho ứng cử viên giành số phiếu phổ thông nhiều nhất thì bang Maine và Nebraska lại chia đều cho cử tri theo tỷ lệ Trước đây, các phương tiện truyền thông và các tổ chức thăm dò ý kiến thường công bố kết quả sơ bộ ngay trong đêm tổng tuyển cử hoặc sẵn sáng ngày hôm sau, nhưng do cử tri ngày càng có xu hướng đi bỏ phiếu sớm với khối lượng phiếu cao kỷ lục nên công việc kiểm phiếu thường kéo dài. Một số bang cho đến ngày hôm sau hoặc thậm chí muộn hơn mới biết được kết quả cuối cùng. Cuộc đua giữa các ứng cử viên quá xích sao cũng có thể khiến cho các hãng thông tấn khó dự đoán được chiến thắng ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Năm 2020 thì chiến thắng gọi tên ông Joe Biden sau 4 ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu chính thức khi mà kết quả ở bang Pennsylvania đã được xác nhận. Giống như năm 2020, có khả năng tiến độ kiểm phiếu năm nay sẽ bị chậm và khó có thể biết ngay được kết quả bầu cử bao gồm cả chức tổng thống. Nhất là trong trường hợp xảy ra tranh chấp, những người chiến thắng dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 với tư cách là tổng thống thứ 47 và là phó tổng thống thứ 50 của Mỹ thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi những diễn biến tiếp theo liên quan tới cuộc bầu cử mỹ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại